Xin chào các bạn. Vào những ngày cuối tuần khi trời chiều mát, chúng tôi thường đi dọc theo kênh thủy lợi để tìm những bụi hoa mua mọc hoang trên mép bờ đê. Cây mua có hoa màu hồng tím, trông như hoa sim với các trái mang màu nâu nhạt. Những trái mua có dạng bầu bên dưới và tấm bên trên giống như một chiếc bình cắm hoa nhỏ. Khi chín, chúng sẽ nở ra để lộ các múi trái màu đen với các đốm trắng trắng, trông có vẻ rất ngon. Chúng ta sẽ hái các trái chín như thế và ăn phần múi lộ ra bên ngoài. Trái mua khi chín khá mềm, cho cảm giác hơi ngọt, kèm theo màu sắc đặc trưng khi ăn loại trái cây này. Những lúc dạo chơi trên cánh đồng, chúng tôi đi ngang một mảnh ruộng trồng sen với các hoa màu hồng trắng nở to nhuốm hồng cả một vùng ruộng xanh. Xen kẽ giữa các hoa và lá, bạn sẽ thấy những gương sen màu xanh đang lẫn trong đó. Tôi sẽ xin chủ ruộng một vài gương để ăn chơi. Khi đã có một số gương, chúng ta sẽ tách nó ra, lấy những hạt bên trong, sau đó lột phần vỏ của từng hạt, bỏ đi phần tim sen màu xanh ở giữa và ăn phần màu trắng còn lại. Hạt sen ăn có mùi thơm với vị ngọt thanh và đôi lúc cảm thấy hơi đắng đắng. Tuy nhiên, trong những lúc không làm việc, nếu có những hạt sen này để tách ăn cũng rất thú vị. Khi đi từ ngoài đồng vào, tôi rẽ sang phía mé mương trong vườn để xem những cây ổi đang cho trái. Các trái ổi lúc này khá to và đã già, chúng ta có thể hái một trái để ăn ngay tại chỗ. Nếu được người lớn cho phép, tôi sẽ hái thêm một vài trái nữa, sau đó mang vào nhà rồi rửa lại cho sạch. Tiếp theo, ta sẽ rang một ít muối, cho ra chén rồi đâm với một trái ớt tươi. Bây giờ, chúng ta sẽ tách ổi ra, lấy từng miếng và chấm với muối ớt để ăn. Ổi ăn khá giòn và có cảm giác hơi chua nhẹ, nhưng khi kết hợp với một chút vị mặn của muối và vị cay của ớt cũng tạo cảm giác khá ngon. Ở miền quê, cây khế mang nhiều ý nghĩa và gắn liền với những hình ảnh quen thuộc. Những trái khế màu vàng tươi có dạng năm cánh như một ngôi sao mọc trên thân cây. Chúng tôi sẽ hái một vài trái khế chín, đem rửa cho sạch. Bây giờ ta sẽ cắt vỏ phần mép cứng bên ngoài cánh đi, sau đó cắt dọc sát phía trong để tách các cánh của khế ra và chấm với muối ớt để ăn. Khế chua có nhiều nước, ăn với muối hơi mặn và một chút cay cũng làm chúng ta thích thú. Với những trái còn lại, tôi sẽ cắt ngang thân khế để tạo thành những miếng có hình như một ngôi sao mỏng. Ta sẽ cho các miếng đã cắt vào một cái tô, thêm một ít muối, cho vào nhiều đường. Bạn có thể thêm một lượng nhỏ ớt sắc nếu muốn, rồi trộn đều tất cả lên. Mọi thứ đã xong, chúng ta đã có một tô khế trộn rất ngon. Khế trộn với muối đường ăn sẽ ít chua hơn một chút. Bạn có thể làm món này để ăn khi trên cây có được nhiều trái khế chín vàng. Vào những dịp rảnh rỗi, chúng tôi được người lớn dẫn đi chơi trên tận mé rừng và đôi khi nhìn thấy những cây đào lộn hộp với các trái màu vàng hoặc màu đỏ đang treo trên cây trông rất đẹp mắt. Đào lộn hộp có hình giống như trái mận, bên dưới đính một hạt hơi cong như một cái móc câu. Mỗi khi hái được trái chín, chúng tôi thường tách hạt ra, để lại dưới đất cho chủ cây và ăn ngay phần trái. Phần trái của đào lộn hộp chín có mùi rất thơm, khi ăn có cảm giác hơi xốp và cho nhiều nước ngọt pha với một chút chát nhẹ. Nếu bạn đã ngán ăn phần trái, chúng ta sẽ xin một số hạt mang về nhà, sau đó nhóm lửa lên và tận dụng than trong bếp củi để nướng chúng. Khi lửa cháy xong và có được nhiều than, tôi sẽ lấy các hạt đào cho vào lò để nướng. Hạt đào có nhiều dầu, do đó lúc nướng bạn sẽ thấy dầu chảy ra làm khói bay lên khá nhiều. Sau một thời gian, chúng ta sẽ gấp các hạt ra, đập tách lớp vỏ bên ngoài và ăn phần nhân hạt bên trong. Hạt đào nướng ăn rất thơm, có vị béo và ngon như hạt dẻ. Ngày nay, bạn có thể ít thấy loại cây này mọc ở gần nhà, chúng được trồng ở những khu vườn hay tự mọc trong rừng. Có khi người ta đem bán những trái đào rất đẹp này ngoài chợ, nếu bắt gặp bạn có thể mua về để ăn thử. Có lúc đang đi trên đường, chúng tôi nhìn thấy một vài cây giấm đỏ đang mọc hoang ở phía mé sông. Cây giấm được gọi là cây artiso đỏ, với hoa có dạng như hoa đậu bắp nhưng hơi nhuộm hồng một chút. Đài hoa cây giấm dạng búp và có màu đỏ tươi, được tạo thành bởi các mảnh khá giòn với hạt bên trong lớn. Mỗi khi tìm được cây này, chúng tôi thường bẻ lấy phần trái, tách các mảnh giòn xung quanh ra để ăn. Các mảnh đỏ có vị chua chua, cảm giác như đang ăn một miếng me non. Những lúc may mắn và hái được nhiều trái, chúng tôi sẽ mang về nhà, tách hết phần vỏ bên ngoài và loại bỏ phần hạt bên trong. Ta sẽ để các mảnh đỏ này vào một cái thau và tiếp tục làm tương tự với những trái khác. Sau thời gian tách, chúng ta thu được một lượng lớn các miếng màu đỏ. Tôi sẽ mang chúng đi rửa cho sạch. Sau đó nhóm bếp lửa, cho vào nồi khoảng 600ml nước, bắt lên bếp đun cho nước sôi lên. Khi nước đã sôi, ta sẽ cho hết các mảnh giấm vào, trộn đều tất cả chúng lên. Sau chừng vài phút, bạn thấy nước trong nồi đã chuyển sang màu đỏ và các mảnh giấm cũng đã nhạt màu. Lúc này, tôi sẽ vớt chúng ra ngoài, chỉ chừa lại phần nước bên trong. Tiếp theo, chúng ta cho vào khoảng 300g đường cát, khuấy đều lên cho tất cả được tan hoàn toàn. Tôi sẽ lấy một cái rây, đặt sẵn lên miệng tô để chuẩn bị đổ hỗn hợp ra. Khi hỗn hợp đã sôi trở lại chừng 1 phút, ta sẽ nhấc ra khỏi bếp, lượt chúng qua rây để loại hết phần vỏ còn sót lại. Thế là xong, chúng ta có được phần nước sigo bập giấm với màu đỏ tươi trông rất hấp dẫn. Sigo ngọt, có mùi đặc trưng của hoa bập giấm, khi uống rất ngon và rất tốt cho sức khỏe. Tôi sẽ lấy một ít nước đá nhuyễn, cho vào ly, sau đó thêm tiếp sigo vào là có được ly nước ngọt đỏ tươi và mát lạnh để uống.
Với lượng Sigo còn lại, chúng ta sẽ cho tất cả vào chai, đậy nắp và để dành uống với nước đá trong những buổi trưa trời nắng nóng.